Shop Nick tự động, sĩ cao shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Cái đậu xanh này, cái đậu xanh này, đứng lại em ơi, đứng lại em ơi, đầu làm ở này sấy hơi can đấy. Mọi người để lên. Nó chạy này, chạy hơi lâu rồi nha em ơi. Ơ gì đấy em? Gì đấy em, anh đây. Cứu nhau được không này, ok này, cứu nhau à, láo lếu. Ở đâu cho cái chuyện cứu nhau đấy? Ở đây có gì đây? Khá nhiều đạn súng trường, có Ska này. Lăng thông có người. Lăng ơi mình tĩnh nghe mày. Chờ xíu anh lên nào. Lăng nó chạy như con cá cảnh vậy. Chạy lẹ vậy, ai theo được. Bê em ơi. Thôi có gì Lăng nó cứ chạy quá trước nó đai tí anh em hốt xác của Lăng. Hợp lý mà. Ơ sao em ơi, anh nghe này. Máu hả anh, nhiều lắm anh bể từ máu này. Em này, này. Đây em ơi. Qua đây em ơi. SK Thính Sam, Thính Yêu Sam. Ủa? Thế em tên là Thính hay là em tên là Sam vậy em? Cả hai anh. Cả hai luôn. Đù. Thế hóa ra là bây giờ anh đã hiểu cái ý nghĩa của việc là tự yêu bản thân mình là như vậy anh em ạ. Có người. Chạy này. Hay lắm, lên bản đi. Ui, có ra đam mạnh thế nhở. Chất. Anh chưa lắp bằng súng nữa cơ, chắc thằng bé không có giáp à. Nhà gỗ một thằng. Nhà gỗ nào nhỉ? Nhà gỗ gần nhà lở. Ok em ơi, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hạ gục nó luôn. Đây rồi, mày chạy đi em ơi. Thấy gì chưa? À, nó thập thò em ạ. Thập thò đầu ra, thập thò đầu vào này. Chạy đi mày. Ui dồi ôi, chạy này. Chạy đi em. Xong. Anh lượm được khẩu ra bắn đã thật. Chất lượng. Có xe. Hạ nó. Xe quân đội 4 chỗ thôi. Bên này mày, hỗ trợ anh. Thôi. Nó ngay ngoài. Rồi, cứu, dựng mông keo cứu anh một đứa cứu thôi. Tí anh cục. UMP bắn kém quá. Sao em? Đây. Khỏi quần máu, đỡ tuần từ máu anh em ơi. Phun cây rồi. Kinh nghiệm bơm đít cho anh sĩ bao lắm. Bơm đít hay là bỡ đít em? Bơm đít. Bắn đít nó khác, bắn đít là kinh nghiệm nó rất thô tục cho mình phải là bơm đít rồi. Ok. Người ta ấy là người ta sẽ bơm silicon vào đít. Cho à quên, bơm silicon vào mông, độn mông. Còn chúng ta là bơm silicon vào à quên. Bơm súng điện vào người để tăng máu anh em à. Anh nói thế hỏng hết cả hàng họ rồi. Đâu anh nói gì đâu, nói chuyện bình thường mà. Hỏng đâu mà hỏng. Thôi các cháu đi ngủ đi nhá. Cháu nào mà giờ này đang còn xem kênh live của chú đi ngủ đi nhá. Nhắc nhẹ các cháu vậy. Đi ngủ đi, mai đi học các cháu ấy. Có gì mai xem lại livestream của chú nhá. Còn cháu nào mà không cần đi học thì thôi cứ xem thoải mái đi nhá. Cháu mai không đi học. Mai cháu đi học á. Cháu còn nghỉ hè luôn. Wow. Má nó học trường chuyên nghỉ lăng lờ luôn chứ. Đáng cái gì chứ. Thì thế anh mới bảo này, trường chuyên toàn các dân chơi như này nhá. Chuyên Lam Sơn luôn, wow, sợ đấy. Chú khóc đây cháu ạ. Không đi chơi. Cháu biết là ngày xưa chú học cái ngôi trường trung học phổ thông của chú tên là Trần Phú không? Và bây giờ trường đấy nó giải thể rồi cháu ạ. Và nó dẹp luôn trường rồi. Bởi vì là không có học sinh đi học. Cháu thì có trường ngoài sinh viên này. Đưa đại tài hệ luôn. Như vậy là các cậu xứ ngân tờ đấy. Mặc dù các cậu tớ phải đi phụ hồ rồi đây này. Sợ chó em ơi. Sợ chó ít thôi để đứt cho con cháu em ạ. Đúng rồi. Tại sao tớ nói thẳng với các cậu lại bảo tớ là con... Sợ chó như vậy.
Thật ra thì em có một cái tên nghe hay hơn, có thể gọi em là Long Cà Ve hoặc là Long Phò hoặc là Long Long gì đấy, anh quên mất rồi. Mẹ của tớ để tên cho tớ là Thành Long mà các cô lên nói tên tớ như vậy. Chị ơi, cần là Thành Quân là cần Quân là cần mình nói nha. Sao em? Anh nghe này. Cần đừng nói mà anh nói chứ. Sao em ơi, anh không nghe rõ. Ủa, ai cũng ho vậy? Anh tưởng bọn anh ho thêm đứa nào cũng ho đấy. Tầm này thời tiết thay đổi nên anh em dễ bị ho mà. Con người. Có thằng vừa bắn mát không ấy? Vừa dầu xong ấy, đeo bắn ấy. Chưa thấy em ơi. Thấy trống chơi à, cứ bình tĩnh thôi. Đâu cần phải vội đâu. Đâu có đâu. Xuống dầu mới nổ ấy. Chị mày bắn, mày đưa vào mày ngay. Tạm giữ em thắng. Còn được con sợ chó. Ủa? Mày nghe gì chưa? Đâu vậy ta? Nhận ta. À, có người, có người. Có người đây rồi. 15 nha. 15 nha, lên mã này. 15 nha mấy đứa ơi. Một đứa gục rồi. Anh thấy có mỗi một đứa chạy qua này nó gục rồi. Để anh hạ nó luôn này. Bò à? Bò à? Hay. Ê, trước mặt, trước mặt. Các nhà 165 nha. Nhà 165 nha mấy đứa ơi. Anh dậm thêm xíu máu coi. Máu tuần này ổn rồi. Sao đây? Hạ chưa Long ấy? Lại cái nó không có mạng nào cả, buồn thế. Hẳn là không kill luôn. Ui. Thế thì hơi buồn thật. Ủa cái gì đây? Đứa nào dọa anh giật hết cả mình. Tưởng có đi. Lại cả mũi sầu. Thì nó rút nhanh thế. Ai biết được em, chúng nó toàn các dân chơi The Flash mà. Sẽ lẹ cái rút thính ok. Mình chạy chậm mà anh em. Đây dân thường xin chào tất cả dân chơi anh em. Thôi em ơi, gọi làm gì địch nó phát hiện thì nó bao vây cả lũ em ơi. Ê, có người. Long ơi, 75. Ôi, một team 75 nha. Một team 75 Long ơi. Mọi người qua lại 75. Nha, sau tảng đá có một đứa nha Long ơi. Phía sau cũng có Long ơi. 60 Long ơi. Cẩn thận 60 nha. 60 Long nha. Tảng đá 60 độ nha. Sam em ơi, thính Sam. Kêu nó. Kêu thằng bé 60 nãy nó định sơi anh đấy. Láo lếu. Bao đi. Quất nó thôi. Ui, nó còn hạ được Long. Đẩy xuống này xuống. Ơ, cái đậu xanh này. Ok, hay lắm, để anh xuống cứu Long. Long ơi, là Long ơi. Đấy, bắn kéo cho hai phát đồ xong nó giết mình. Thôi thì sao mà cứu cũng được. Thế là bảo anh em đã đẩy xuống mà vội chi em. May nó chưa gạt em đấy nhá. Gạt là thôi nghỉ chơi với anh em luôn. Là Long ngồi xem TV luôn. Thôi anh em nếu anh đừng nói thế anh em là thành thật đấy. Thật mà. Thì qua bên này xem anh lượm thêm xíu đạn súng trường nào. Máu anh có 7 túi nên vứt bơ đi. Thêm đạn xuống trường này. Ai có đạn thiếu lên không biết. Sao anh Long xin băng nào. Anh hả, 198 viên này, anh cho 2 băng này em này. Long ơi, Tiểu Liên này. Qua đây Long ơi. Nhanh còn lên trên. Anh cứ lên đi. Lên vị trí số 2 đi nhá. Em thì ném với thân nhạc như là 3 rồi. Ném thì đấy chúng nó lượm rồi à? Có team lượm rồi à? Đồng đội ăn. Anh tưởng thổ địa nó ăn mất rồi. Dạ, anh em công xuống đây lấy là có gì đấy. Thế mọi người xem cái đâu này. Còn 5 thằng nữa. Team mình nó còn đầy đủ. Team như này thì khả năng top cao lắm. Chúng mình sẽ cùng cố gắng để lấy top 1 các cậu nhé. Đúng rồi, nếu như không có Long thì lấy tốt vẫn tốt à, không vấn đề gì. Long nhỉ? Hay là em xem chỗ nào em tự sát đi. Đây anh em đặt mìn xong em chạy vào đi.
Long nó bỏ lại phía sau thật anh em, mày nó không thèm chạy theo team mày. Thôi Long ơi, giỡn giỡn giỡn. Giỡn thôi Long ạ. Ôi nó đặt mìn thật này. Em ơi, từ từ anh quay lại cứu này. Đúng dân chơi Long có khác rồi anh em ơi. Đùa nó tí mà nó đặt mìn thật anh em ơi. Thôi mà. Long ơi, máu này em ơi. À, còn máu đây, nhanh 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 nhanh, có chơi lấy top này. Không lấy máu luôn. À, giúp góc nhà. Long làm gì đấy em? Làm gì đấy em? Chạy 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 chạy. Còn máu đấy Long ơi, chơi nhầy thế nhở? What the hell? Nói thế thì bây giờ Long nó rủ luôn thằng Thính Sam bảo hai đứa ngồi giúp trong nhà. Không cần làm gì cả, chờ tốt. Thôi 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 em ơi, thôi em ơi. Thôi em ơi. Giỡn thôi mà hai đứa nó cầm mình chơi thật thì chết dở. Thôi chúng mình giỡn nhau thế đủ rồi, chúng ta sẽ cùng vui vẻ lấy top 1 các bạn nhé. No. Có cái team nào nó funny như team của mình không vậy anh em? Thề. Bơm, có ai có súng điện bơm tới phát nào? Cái đậu xanh này trên nhà này. Chảo à? Ê trên nhà một team nha, một team 240 nha. Một team nhà là 240 nha. Ít nhất là có 3 đứa nha. Ít nhất là có 3 đứa nha. Ít nhất là có 3 đứa nha. Cái đậu xanh này. Cái đậu xanh này. Ui. Ít nhất là có 3 đứa nha mấy đứa em. Cái đậu xanh này, cái đậu xanh này. Cái đậu xanh này em ơi, làm sao đấy? Làm sao đấy em ơi? Đẩy xuống đi xuống đi xuống. Anh hạ rồi, anh hạ bớt rồi, đẩy xuống đẩy xuống. Đẩy xuống mọi người ơi, đẩy xuống. Giống hết rồi anh ạ. Đẩy thẳng xuống luôn mấy đứa nha. Nghe mày chắc nhà tao bán rồi. Cái đậu xanh này, thì đúng rồi mà, yếu hết rồi mà. Cái đậu xanh này, cái đậu xanh này. Mọi người để xuống nhanh. Để xuống em ơi, để xuống em ơi. Cái đậu xanh này, ok ok. Lên bản đi. Thằng nào xuống đây, thằng nào xuống đây. Xuống đây. Hai đứa đang thủ ở trên à. Ok ok. Ui đậu xanh hẳn là thủ ở trên luôn cơ. Vỡ đầu, yes. Xong, top 1. Ngon lành luôn nhở. Các cậu ơi, chúng ta được top 1 rồi. Chúng ta cùng quẩy cho các cậu ơi. Quẩy nào. Anh hết bốc keo rồi em ạ. À ok. Tên tên tên. Top 1 rồi nhá. Ui, thế vẫn chưa lên được vàng 3 em ạ. Vẫn đang ở vàng 2 thôi. Trận này mình có top 1 6 kill. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.